Nếu như người khác nói á thì lỗi, nhưng Đức Thầy chúng ta nói không lỗi. Bởi Đức Thầy cầm trên tay là Thượng Phương Bảo Kiếm, Đức Thầy được lệnh của Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì trên thế gian này, nếu nói người tu theo đạo Phật thì theo tôi nghĩ rằng Đức Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà là thầy chung, thầy chung tất cả tín đồ, hàng tỷ tín đồ trên thế gian này quy ngưỡng theo Phật giáo, trong đó có người xuất gia và có người tại gia. Như vậy thì đức hai vị Phật này là thầy chung, mà hôm nay Đức Thầy chúng ta từ cõi Tây Phương trở về đây lãnh lệnh hai ông thầy chung này nè. Cho nên hảo nào Đức Thầy chúng ta mạnh dạn nói không sợ, chớ đồng đạo chúng ta nói không được nha. Mình nói đi nói lại, ở đây tôi mạo muội nhắc là Đức Thầy để chúng ta hiểu thôi. Lời Đức Thầy nói để chúng ta hiểu. Đức Thầy nói thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da coi chắc trong thời mối ăn, buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều dối thế hư đạo màu. Thầy nói không có lỗi, mà coi chừng mai mốt đồng đạo chúng ta vô chùa gặp mấy ông thầy tu mà nói cái này là mình có lỗi. Nam mô A Di Đà Phật. Đêm thanh hiên nguyệt giữa kề, nhìn xem thấy sự nào nề tâm can. Từ ta nương chúng Phật đàn, dứt tâm trần câu chẳng màng dính quê. Trần quang thiện tính còn mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu. Tiếp theo chương trình đến phần thuyết giảng giáo lý đợt 2 do giáo lý viên Phan Chí Tâm phụ trách thuyết giảng đề tài trong bài Thu Đã Cuối. Đức Thầy sáng tác tại nhà thương Chợ Quán năm Canh Thìn 1940. Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua vọng hoàng đánh thức bốn phương. Chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho công an cũng như đồn biên phòng ở xã Phú Hội. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Văn Lượng là ủy viên thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, trưởng ban tổ chức nhân sự của Ban sự Trung ương. Kính thưa đồng đạo Võ Thành Phương là trưởng ban tổ chức, trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Hội của huyện An Phú, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường, thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện An Phú, cũng như các ban trị sự đến từ tỉnh bạn Đồng Tháp và Kiên Giang cũng đồng về đây tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2022, và hôm nay là ngày 21 tháng 10 niên Nhâm Dần. Chúng tôi được sự phân công của Ban Phổ Truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương hôm nay được trở về Ban Trị sự xã Phú Hội để làm nhiệm vụ của mình. Vậy lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin kính gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi sức khỏe, lời chào mừng đoàn kết và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, vừa qua cũng trên dưới hơn 60 phút chúng ta đã nghe
đồng đạo Nguyễn Văn Lượng là ủy viên thường trực Ban Trị sự Trung ương, trưởng ban tổ chức và nhân sự, đã trình bày một cách hết sức rõ rệt trong cái tinh thần hiến chương của đạo, và đồng thời đã đưa ra các yếu tố trong cái nhiệm vụ của người tín đồ theo lời dạy của Đức Tôn Sư kính yêu. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái điều chúng ta cần phải ghi nhớ để quán triệt thực hiện theo hiến chương của đạo về mặt thế tục, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta đoàn kết với nhau, dung quén đạo thầy phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó có thế tục, và phát triển song hành đi vào cái con đường tâm linh giác ngộ giải thoát. Thì hôm nay cũng như các lần trước thì chúng tôi cũng được duyên may trong năm 2022 được trở về xã Phú Hội. Lần này cũng là lần thứ ba trong ba lần tổ chức thuyết giảng giáo lý tại nơi đây. Thì mỗi lần nào cũng vậy, quý đồng đạo xa gần trở về đây rất đông để họp với ban tổ chức cùng với chúng tôi, để chúng ta làm tròn cái vai trò trách nhiệm của một người tín đồ của đạo Phật giáo Hòa Hảo, đó là phận môn đệ phải lo vun vén. Tại mấy hội trường này, chúng ta đã nhất quán với nhau trong cái tinh thần đoàn kết, không có một cái sự phân biệt, cũng chẳng có nệ cái công xa xôi. Quý vị sẵn sàng hy sinh từ vật chất lẫn tinh thần, chẳng những nơi đây mà ở các diễn đàn khác chúng ta hàng ngày cũng đã từng gặp gỡ với nhau qua nhiều cái chuyên đề, để rồi chúng ta cùng tu cùng tiến. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi cũng được lời mời của ban tổ chức được trở về đây sẽ gặp gỡ với đồng đạo chúng ta qua một cái phương pháp tu hành, đó là tinh thần đoàn kết trong đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Và trong tinh thần đoàn kết này mang một ý nghĩa rất là quan trọng về mặt đời cũng như về mặt đạo. Giờ này dầu cho quý vị chúng ta có ăn chay bao nhiêu năm đi nữa, dầu cho chúng ta có hành đạo tinh chuyên thế nào đi nữa, dầu cho chúng ta có làm từ thiện ngày này sang tháng nọ, nhưng nếu lòng của quý vị và tôi mình còn có một cái sự chia rẽ, không nhất quán đoàn kết trên dưới một lòng, thì đó cũng là những cái hệ quả để nó lôi kéo trở lại, và chúng ta cũng khó mong giải thoát. Bởi vì giờ này trên đường tu mà mình còn phân biệt nhóm này được, nhóm kia không được, nhóm này là phe của tôi, nhóm kia là phe khác, rồi lại chia năm xẻ bảy với nhau, từ ở nhóm nhỏ nhất là trong gia đình mình, đến xóm ấp mình, trong ban trị sự mình, rồi luôn cả đối với các tôn giáo khác. Thì nếu như trong lòng của mình có một cái sự chia rẽ như vậy thì theo tôi nghĩ rằng không bao giờ chúng ta được an lạc. Bởi lẽ sự an lạc nó phải gắn liền với một cái tâm vô ngã, vị tha, bất phân nhân với ngã. Có như vậy chúng ta mới an lạc. Và hơn thế nữa, ngày giờ này Đức Tôn Sư đã vắng mặt thì cái nhiệm vụ quan trọng giao lại cho các ban trị sự. Các ban trị sự có đủ điều kiện, nếu chúng ta hiểu về pháp lý, các ban trị sự đủ điều kiện nếu chúng ta hiểu về tâm linh theo cái sứ mạng độ đời của thầy. Cho nên trong thời kỳ này, ban trị sự có quyền thay thầy để dung quét nền đạo. Do đó mỗi đồng đạo chúng ta phải hiểu được cái vai trò trách nhiệm của mình, để chúng ta củng cố nhân sự, để mình phát huy nội lực xiển dương chánh pháp giáo lý Đức Thầy. Cho nên bài trình bày hôm nay theo chúng tôi nghĩ rất là quan trọng. Mà trong tinh thần đoàn kết này, chúng tôi sẽ trình bày 4 câu giảng theo sự phân công, đó là chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chứng hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Như vậy thì chúng ta đặt các vấn đề, như vậy thì có lẽ xã hội loài người, có lẽ trong các tôn giáo, trong nội bộ đạo chúng ta cũng đã có cái sự chia rẽ. Cho nên Đức Thầy đã tiên tri sau này khi Thầy vắng mặt, tất cả chúng ta cũng phải cố gắng dung quét đoàn kết với nhau,
để lo tròn cái trách nhiệm. Kính thưa quý vị, như vậy thì hôm nay Đức Thầy đã biết được rằng xã hội loài người. Thấy vậy, ông cha ta đã nói rồi, chín người tâm mười ý, khó có thể nào mà chúng ta thống nhất với nhau trở về một. Cho nên Đức Thầy đã dạy rất rõ, biết chừng nào được quy nhất thống, khắp hoàn cầu dân biết thương nhau. Nhắc ra thì dạ ngọc đớn đau, không nhắc đến biết đâu nhân sửa. Vì vậy cho nên hôm nay phải có một cái sự đoàn kết, mình không được chia rẽ, kính thưa đồng đạo. Và đồng thời để thể hiện sự đoàn kết đó, không những chúng ta đoàn kết bằng miệng, mà mình phải nhất quán với nhau từ cái tâm hồn bên ngoài, đó là tâm, đến cái sự vật chất bên ngoài, đó là lực. Và đồng thời chẳng những bên ngoài mà toàn thể trong đạo chúng ta cũng vậy. Giờ này muốn quán triệt được lời dạy Đức Thầy để đem đạo vào đời, đưa xã hội loài người đưa đến cái chỗ thần tiên tại thế, thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng làm sao làm cho đạo Phật giáo Hòa Hảo càng được hưng thịnh, càng được phấn chấn hơn nữa. Có hưng thịnh, có phấn chấn, có tổ chức các buổi truyền đạo, có mở các lớp đạo, thì những thông điệp này, những thông tin này, những buổi truyền thông Phật Pháp như thế này mới được ban rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Và đồng thời để đạt được kết quả cao nhất trong đời tu của tất cả đồng đạo chúng ta, thì giờ này chúng ta phải quán triệt với nhau trong cái tinh thần đoàn kết trong nội bộ đạo, từ trên tới dưới thuận hòa, để rồi có đoàn kết trong nội bộ đạo, có đoàn kết tất cả dân tộc, có đoàn kết tất cả nhân loại đại đồng, thì tất cả chúng ta mới đi theo một cái con đường, đó là chọn đường quy nguyên. Như vậy thì chọn đường quy nguyên tức là trở lại với một gốc, trở lại với một cái con đường chân thiện mỹ. Con đường quy nguyên này, ý Đức Thầy muốn nói con đường nào, thì đó là những điều mà chúng tôi và quý vị chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong buổi gặp gỡ hôm nay. Như vậy thì tất cả đồng đạo đã hiểu bốn câu giảng này Đức Thầy viết trong cái bài Thu Đã Cuối. Tác phẩm Thu Đã Cuối Đức Thầy sáng tác tại nhà thương Chợ Quán Sài Gòn năm Tân Tỵ 1941. Trong thời gian ở đây không dài lắm, Đức Thầy chỉ sáng tác trên dưới có 20 bài, trong đó có 2 bức thơ và đặc biệt trong đó có quyển Phiến Thiện. Và đồng thời 20 bài thi mà Đức Thầy sáng tác tại nhà thương Chợ Quán Sài Gòn, thì đây là những cái bài pháp luận mang một tính chất truyền đạo một cách triệt để đưa chúng ta đến lộ trình giải thoát. Cũng như Đức Thầy tự thán, Đức Thầy đem mình ra là một minh chứng, hôm nay chúng ta tu hành thì phải có một cái sự hy sinh trên cái con đường truyền đạo. Và đồng thời Đức Thầy luôn luôn kêu gọi trong tinh thần đoàn kết, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta cần phải ẩn nhẫn tùy thời, ẩn nhẫn hoài chờ đợi vận hanh thông như Đức Thầy đã dạy. Chúng ta có ẩn nhẫn, chúng ta có sống tùy thời, thì như vậy mình mới phát huy được đạo tâm. Và đồng thời nhiều phương pháp tu hành, cũng như trong bài Không Buồn Ngủ, trong bài Trao Lời Cùng Ông Táo, và đặc biệt trong đó, trong cái bài Thu Đã Cuối này cũng không khác. Như vậy thì trong thánh phẩm này Đức Thầy nói rất là nhiều nguyên nhân, Đức Thầy nói rất là nhiều yếu tố tu hành. Tuy nhiên thì qua 4 câu giảng hôm nay, đặc biệt chúng ta chỉ trình bày trong cái tinh thần đoàn kết qua 4 câu giảng này. Như vậy thì câu đầu tiên Đức Thầy dạy là chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực. Kính thưa đồng đạo, qua 3 cái từ chớ chia rẽ, thì 3 từ này có nghĩa rằng Đức Thầy dạy chúng ta phải đoàn kết. Như vậy thì tinh thần đoàn kết này, theo chúng tôi nghĩ không phải riêng về tôn giáo, mà đây còn gọi là tinh thần đoàn kết trong cái tình dân tộc. Một điều mà giờ này tất cả đồng đạo chúng ta biết rất rõ, dân tộc Việt Nam chúng ta là dân tộc tính, dân tộc có một bào thai sanh ra, có một nguồn gốc lịch sử trên dưới đến giờ này là hơn 4.900 năm, tức là gần 5.000 năm. Tất cả chúng ta đều là con hồng cháu lạc, cha chung chúng ta là Lạc Long Quân, mẹ chung chúng ta là Âu Cơ. Vì chúng ta là con hồng cháu lạc, cho nên Đức Thầy dạy rất rõ, đó là giống hồng lạc, kim chi ngọc diệp, nay đổi dời nhiều sự thấp hèn.
Vì vậy cho nên mình có một cái ngày lễ giỗ chung, tức là ngày Quốc Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Cho nên nếu nói góc độ nào đó thì dân tộc Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa đến giờ, đồng đạo biết, đã trải qua 4 cái kỳ bắc thuộc đó. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta mình nhìn lại lịch sử nước nhà, nếu như dân tộc Việt Nam mà thiếu đi tinh thần đoàn kết, thiếu đi tinh thần bất phức đứng lên để chống giặc, thì giờ này chúng ta khó có yên ổn được ngồi tại nơi đây. Mà thầy giải đắc rõ là Bắc Nam một dải sang hà, mồ hôi giọt máu ông cha tài bồi. Vì vậy cho nên yếu tố đầu tiên mà chúng tôi muốn nói ở đây là mỗi đồng đạo chúng ta phải đoàn kết để xây dựng và bảo vệ đất nước. Mỗi đồng đạo mình phải noi theo gương Đức Thầy, nhìn non sông đượm vẻ ưu sầu, lòng yêu nước bắt đầu tiên sống dậy, cờ độc lập Bắc Nam trung phe phẩy, trước gió chiều hãnh diện với lân bang, bỗng phương Âu vô số bọn Sam tham tàn, tàu bom súng đem sang non nước Việt, ách nô lệ dân ta đà chán biết, nên quyết lòng nổi dậy chống xâm lăng, chỉ quân Tây thề một tiếng rằng, thà cam chết không làm dân bị trị. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên trong một cái tinh thần yêu nước đó, cho nên Đức Thầy chúng ta khi ra đời mở đạo trong lúc vắt phá gia dông, vì vậy Ngài luôn luôn kêu gọi. Nếu nói đến Nam thì Thầy xác định rất rõ, hỡi thanh niên trong nhà Nam Việt, thanh niên đừng mài miệt truy oan, cùng nhau hiệp bạn vài đòn, luyện rèn thao lược đặng toan báo cừu, cứu được nước danh lưu thanh sử, noi tinh thần quân lữ phù tan, lòng yêu tổ quốc hoàn toàn, song pha chiến địa gian nan chớ gì, chớ có ngủ ly bì trong mộng, để dân ta mãi sống khốn cùng, á đông súng nổ đùng đùng thì ta cũng phải dễ dùng thoát ly, đừng mê muội mê suy tủ sắc mà buông tha lũ giặc cùng đường, thanh niên nghĩa vụ phi thường, phận là phải biết yêu thương giống nòi. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì ngoài giải đoàn thanh niên thì Đức Tôn Sư chúng ta ngày còn giải đoàn phụ nữ. Chị em ơi, Bắc Nam là một, chị em là rường cột giống nồi, dở sử sanh Nam Việt mà coi gương trưng triệu còn đôi muôn thở, chẳng lẽ xưa hay mà nay dở khiếp nhược là cái cớ dông gia, chí anh hùng của khách quần thoa đâu có kém bậc tu mi nam tử, sách thánh hiền truyền lưu mấy chữ, thất phu còn trách nhiệm với non sông, cả tiếng kêu bạn gái má hồng, đem son phấn điểm tô tổ quốc. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì ngoài gọi đoàn thanh niên, ngoài gọi đoàn phụ nữ, thì Đức Thầy mới dạy thêm là vậy anh em hãy chung lưng lại, dùng sức mình chống lại kẻ thù, tỏ ra khí phách trượng phu, dung long tuyền kiếm tận tru gian thần. Thì nói không hết. Như vậy thì chúng tôi mượn vài vần thơ của Thầy để chúng ta nhắc lại, ôn lại với một cái tinh thần của Đức Thầy tôn kính, là một tinh thần cứu quốc, một tinh thần yêu nước. Đứng trước cảnh quốc phá gia vong, đứng trước cảnh đất nước bị lâm nguy, thì Đức Thầy luôn kêu gọi người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ đất nước chúng ta. Và hơn thế nữa thì giờ này tất cả đồng đạo biết rằng, nếu như xã hội loài người mà không có một cái sự đoàn kết, mỗi người đều sống riêng lẻ, thì kể như chúng ta không thể nào được tồn tại, nhất định chúng ta phải diệt vong. Ông cha ta từ ở một cái thời gọi là thủy tổ loài người thì cũng nhờ sự đoàn kết với nhau, dầu rằng lúc bây giờ thì rất là thô sơ, không có nhà cửa, hàng ngày chỉ săn bắt để sống, ở theo hang đá, ở theo rừng rậm thôi. Mà nếu không có sự đoàn kết thì chắc theo tôi nghĩ rằng không thể nào chống nổi với các con thú dữ, không thể nào chống nổi với cái cảnh thiên tai địa ách lũ lụt trong giai đoạn lúc bây giờ. Như vậy thì tất cả chúng ta nếu mà nói đến tinh thần dân tộc thì giờ này quý vị có lẽ là không quên đến một cái mẫu chuyện gọi là mẫu chuyện bó đũa. Bởi vì mẫu chuyện này lúc học tiểu học thì chúng tôi cũng đã nghe thầy cô giáo đã có dạy rất rõ rồi. Cho nên hôm nay trong cái lộ trình tu hành của mình
thì cái quan trọng yếu tố đầu tiên, chúng ta không thể nào có được cái sự chia rẽ. Cũng như mẫu chuyện nhân gian về mẫu chuyện bó đũa, thì một ông cha ngày xưa đồng đạo biết rằng một gia đình sanh rất là nhiều đứa con. Cho nên một bữa nọ ông cha gọi đàn con cũng trên dưới khoảng không dưới 10 người vào để nghe ông cha dạy. Thì khi vào đây thì lúc bấy giờ ông cha mới đưa ra một cái bó đũa và một cái gói bạc. Ông cha đặt ra quy định, nếu các con người nào mà bẻ gãy bó đũa này thì cha sẽ cho cái gói bạc ấy. Thì lúc bấy giờ các con mới tranh với nhau để bẻ cái bó đũa để được cái gói bạc. Nhưng mà giàu sức mạnh cả nào, nhưng mà các người con bó tay không bẻ được bó đũa. Thì lúc bây giờ mọi người gần như là thất thủ rồi. Dạ thưa cha, tụi con rất là ham cái gói bạc, nhưng mà bởi vì sức có hạn cho nên con không thể nào bẻ gãy được cái bó đũa. Thì lúc bây giờ ông cha nói đâu có gì khó đâu. Cho nên lúc bây giờ thì ông cha gỡ bó đũa ra và lấy từng chiếc. Thì sau khi lấy từng chiếc như vậy thì ông cha bẻ một cách hết sức là dễ dàng. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì sau khi bẻ hết bó đũa rồi, gãy hết bó đũa rồi, thì ông cha nói các con hãy nhìn cái bó đũa kia. Nếu như các con mà thiếu đi cái tinh thần đoàn kết thì hãy nhìn những cái chiếc đũa bị bẻ gãy. Còn nếu các con thương yêu với nhau từ trên tới dưới thượng hòa thì sức mạnh các con cũng giống như cái bó đũa kia. Dầu rằng có một người mạnh lực cỡ nào nhưng không thể nào phá vỡ được với cái sự đoàn kết cũng như cái bó đũa. Thì kính thưa đồng đạo, và hơn thế nữa thì hôm nay trong tinh thần dân tộc, Đức Thầy chúng ta cũng có nhắc đến một cái mẫu chuyện: chúng sanh phải tưởng giống dòng, hiệp tâm hiệp chí cột đồng nhà Nam. Như vậy thì qua câu giảng này, ý Đức Thầy muốn nhắc nhở một cái cột đồng nhà Nam mà ngày xưa thì Mã Viện sau khi đem quân qua để đánh với bà Trưng bà Triệu thì lúc bây giờ thế yếu, cho nên bà Trưng của chúng ta thất thủ. Sau khi bà Trưng thất thủ rồi thì Mã Viện mới cho dựng một cái cây trụ đồng ở ngay chỗ Mê Linh. Và trên cây trụ đồng này có một hàng chữ, đó là trụ đồng triết giao chỉ diệt. Có nghĩa rằng khi cái trụ đồng này mà nó ngã đó thì cái người dân giao chỉ nhất định phải bị tiêu diệt. Kính thưa đồng đạo, chính vì lý do đó cho nên người dân Việt Nam chúng ta hàng ngày đi qua lại thấy cái hàng chữ này thì ai cũng sợ. Một ngày nào đó khi mà cái trụ đồng này mà lỡ như nó ngã rồi đó thì lúc bây giờ dân tộc mình mất gốc hay sao. Vì vậy cho nên không ai nói ai một điều nào, âm thầm mỗi người đi ngang đều liệng vào gốc trụ đồng một viên sỏi, một viên đá tùy theo sức của người. Vì vậy cho nên một thời gian không lâu thì từ một cái cây trụ đồng sừng sững lơ lửng mà giờ này được bao bọc bởi một cái hòn núi sỏi ở dưới gốc, cho nên cây trụ đồng này vững chãi đến ngày giờ này. Vì vậy trong Thiên Lý Ca Thầy giải đắc rõ, chúng tôi xin nhắc lại: chúng sanh phải tưởng giống dòng, hiệp tâm hiệp chí cột đồng nhà Nam. Cho nên ba chữ đầu tiên Thầy dạy chớ chia rẽ, đây là muốn nói một cái sự chung trong cái tinh thần cộng đồng dân tộc. Và bên cạnh đó Thầy còn dạy là phải đồng tâm lực. Chớ chia rẽ là chúng ta đoàn kết. Ngoài sự đoàn kết này ra, mình phải đồng tâm, đồng lực. Đồng tâm gọi là đồng lòng, đồng lực gọi là đồng sức. Vì vậy cho nên giờ này trong cái lộ trình tu hành của mình, cũng như trong cái lộ trình mà chúng ta làm hết mọi thứ bên ngoài, về đời cũng vậy, về đạo cũng vậy, mà nếu như đồng đạo thiếu một trong hai yếu tố này, nhiều khi mình có đồng lòng mà chúng ta không đồng sức thì không đạt được kết quả. Hai vấn đề này trong và ngoài phải luôn luôn có một cái sự viên dung với nhau. Thì kính thưa đồng đạo, nó không hết. Cho nên hôm nay thế nào gọi là đồng sức, gọi là đồng tâm, thế nào là gọi đồng lòng, gọi đồng tâm, thế nào gọi đồng sức là gọi đồng lực. Đồng tâm ở đây có nghĩa là chúng ta phải có một lòng. Tôi nói ví dụ vào cái thời buổi chiến tranh mà nếu dân tộc Việt Nam chúng ta không đồng lòng với nhau
thì làm gì mà chúng ta cứu quốc rồi đồng lòng với nhau mà không ra sức chiến đấu, không ra sức đứng trước mũi tên pháo đạn của giặc, thì làm gì mà chúng ta đánh đuổi được kẻ thù ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta. Rồi hôm nay cũng vậy, mình nói với đạo, đồng đạo chúng ta đến đây, mà nếu đồng đạo đồng lòng tổ chức thuyết giảng giáo lý, tôi rất ủng hộ các buổi thuyết giảng giáo lý, đó gọi là đồng lòng. Nhưng mà chỉ ủng hộ bằng tư tưởng thôi, chứ tôi không đồng sức, tôi không đem sức mình ở từ ban trị sự này lặn lội hàng chục, hàng trăm cây số trở về đây để dự thuyết giảng thì không bao giờ đạt được kết quả. Hay hoặc là ngược lại, tôi có đến đây hết sức đồng sức, nhưng mà đến đây tôi không đồng lòng, mấy ông này tổ chức tôi không chấp nhận, thế này, thế kia, thế nọ, thì không bao giờ chúng ta đạt kết quả. Cho nên Đức Thầy dạy giữa đồng sức và đồng lòng, đây là hai cái yếu tố cần phải có trong cái cuộc đời hành đạo của chúng ta. Cũng như vừa rồi chúng ta nghe đồng đạo y trưởng ban trị sự xã Phú Thọ đang vận động xây dựng cái trụ sở. Nói chung thì lúc này cũng được nửa đường rồi, nhưng mà có lẽ là kinh phí nó đang eo hẹp, cho nên đồng đạo hôm nay đến tới đây để vận động tất cả quý vị. Như vậy thì yếu tố đầu tiên là chúng ta phải đồng lòng, tức là mọi đồng đạo chúng ta phải có một tư tưởng, đây là cái việc đáng làm, đây là cái việc nên làm trong cái công tác phổ truyền giáo lý. Bởi vì ban trị sự nó là căn nhà chung, chứ không phải là của riêng ai. Cũng như chúng tôi thường nói, dầu có khác nhau ở các địa danh, thì có khác nhau ở tên gọi, khác nhau địa danh, nhưng mà đây là căn nhà chung của đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, được ban rải ra ở khắp nơi theo cái vị trí, cái hành chánh. Để làm chi? Để mỗi đồng đạo chúng ta rất là dễ dàng trong cái phương diện học hành, tu tập, và đặc biệt là chúng ta tổ chức các cái kỳ đại lễ lớn trong đạo. Cho nên yếu tố đầu tiên mình phải đồng lòng, có đồng lòng với nhau mới thành tựu. Từ ban trị sự xã Phú Thọ, từ đồng đạo trong địa phương xã Phú Thọ, rồi luôn cái sự kêu gọi của tất cả đồng đạo bốn phương chúng ta, thì yếu tố đầu tiên là chúng ta phải đồng lòng. Và nếu đồng lòng không mà mình không hỗ trợ về vật chất, thì lúc bây giờ mình không đồng lực, không đồng sức, thì sự đồng lòng này không bao giờ thành hình. Bởi vì đồng lòng nó không có sinh ra xi măng cát đá được, mà muốn có xi măng cát đá để xây dựng thì chúng ta phải đồng sức, phải đồng lực, tất cả chúng ta phải đóng góp về vật chất. Dầu rằng có người thì có tiền đóng góp tiền, nếu không có thì đóng góp cái ngày công. Thì có như vậy, hai yếu tố này kết hợp với nhau thì chúng ta mới làm được cái việc lớn. Rồi giả sử như giờ này đồng đạo có sức, đồng đạo có tiền để đóng góp, đó gọi là động lực. Nhưng mà tâm chúng ta không hoan hỷ, tâm chúng ta không bằng lòng với cái việc làm đó, thì mình đóng góp tiền với một cái cách gọi là gượng mà ép mà đóng góp thôi. Thấy người ta đóng góp thì tôi cũng gượng đóng góp, tôi không chấp nhận. Nếu như vậy thì cái thứ nhất, cái sự đóng góp của mình không đạt kết quả, mà cái đầu tiên cái phần thiệt thòi trở về mình. Nếu chúng ta không đồng lòng mà mình đem đồng tiền ra để bố thí hoặc là giúp đỡ ở các cái nơi khác, cũng như cái hiện tại là ban trị sự xã Phú Thọ, thì yếu tố thiệt thòi đầu tiên là chúng ta làm không có phước. Bởi vì mình làm mà tâm mình không hoan hỷ, mình làm mà mình còn phiền não, mình làm mà mình còn phân biệt. Vì vậy cho nên đồng lòng đồng lực, đồng lòng đồng sức, đây là hai cái vấn đề mà chúng ta phải đi đôi với nhau trong cái tinh thần đoàn kết. Cho nên câu đầu tiên có thầy dạy là chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực. Thì mọi đồng đạo chúng ta phải đoàn kết. Và sự đoàn kết này không phải đoàn kết bằng nụ cười, không những đoàn kết bằng lời nói, mà chúng ta phải đoàn kết bằng cả cái tâm ý, bằng cả cái vật chất. Đúng với câu là cả vật chất tinh thần lo đạo. Thì có quán triệt được điều đó thì chúng ta mới thực hiện được câu giảng đầu tiên này. Và hơn thế nữa, để truyền tải cái thông tin này ở khắp nơi trong ba tánh, cho nên câu thứ hai đó thầy dạy là khua rộng vàng đánh thức bốn phương. Như vậy thì khua là gì? Cái chữ khua là động đậy, cái chữ khua là làm cho mọi người được biết. Nếu chúng ta hiểu về động từ,
Và đặc biệt trong toàn bộ sấm thi Đức Thầy thì tôi nhớ không lầm, Đức Thầy chỉ viết có hai lần cái chữ khua này thôi. Một lần trong cái bài khuyên người vào lòng phước thiện thì Thầy cũng dạy là khua đũa mèo mung ngờ chủ thảo, muộn rơi chó dện tưởng cho mồi. Thì đây là một vấn đề mà Đức Thầy diễn tả cảnh khổ trong giai đoạn, phải nói rõ là đầu năm Canh Thìn 1940, dân tộc chúng ta đang rơi vào trường hợp hết sức là khổ. Và đây, chữ khua này thì Đức Thầy dùng trong cái văn cảnh mà chúng ta đang trình bày. Như vậy thì chữ khua là động đậy, làm cho có tiếng động. Cũng như hôm nay chúng ta tổ chức thuyết giảng ở đây thì giống như mình khua, tức là làm cho có tiếng động để cho mọi người hiểu, để có thực hiện theo. Bởi vì đây cũng là những cái thường nhật trong xã hội. Nếu như không ai nói với ai, không ai chỉ dạy ai, thì xin thưa rằng chúng ta biết đâu mà sửa, biết đâu mà làm. Và chữ khua này Đức Thầy dùng chữ khua động đậy, nhưng mà đặc biệt Đức Thầy chúng ta tiếng khua của Ngài thì khác. Và Thầy dùng cái từ là giọng vàng. Chữ giọng vàng tức là lời vàng đó. Giống như đoạn khác Thầy dạy là giọng tăng sĩ thanh thao như kiển. Như vậy thì chúng ta hiểu ngay giọng vàng, đây là lời vàng của Thầy. Cho nên nếu nói cái thân của ông Phật thì gọi là kim thân, cái miệng của ông Phật nói ra gọi là kim khẩu. Vì vậy cho nên giọng vàng ở đây nó xuất phát từ kim khẩu, từ lời của ông Phật. Vì vậy cho nên nếu nói về dùng khái niệm này thì theo tôi nghĩ rằng chỉ có các vị Phật thôi, chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni, có Đức Thầy chúng ta mới dùng cái từ giọng vàng. Và đặc biệt giọng vàng Đức Thầy thì được thể hiện ở hai thể loại. Một thể loại đó gọi là miệng nhích môi đầy văn tao nhã, và thể loại thứ hai đó là hạ bút thần thơ đã đề khai. Như vậy thì giọng vàng ở đây chúng ta hiểu ngay, ngoài cái việc Đức Thầy độ đời bằng cái phương pháp là thuyết pháp độ đời, và bên cạnh đó cái thứ hai nữa, Đức Thầy viết sấm thi độ đời cũng gọi là giọng vàng, cũng như cái trường hợp mà Đức Thầy sáng tác quyển sấm giảng thi văn toàn bộ. Như vậy thì hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta khi đọc giảng Thầy thì đồng đạo phải liên tưởng được rằng dầu rằng là văn phạm, là văn là chữ, nhưng mà khi chúng ta đọc những cái văn phạm pháp Phật đó thì trong lỗ tai của mình giống như mình nghe cái tiếng Đức Thầy đang nhắc nhở vang vội văng vẳng bên tai của mình, để rồi chúng ta cố gắng làm theo. Thì có như vậy mình mới thấu đạt chân lý. Còn giờ này chúng ta đọc giảng Thầy mà mình nghĩ đây là văn phạm bình thường, chỉ là lời dạy bình thường, thì chúng ta chưa thâm nhập chân lý. Ý tôi muốn nói, khi đồng đạo đọc giảng làm sao mà đồng đạo hình dung á, những cái con chữ, những cái câu chữ trong thánh ngôn luận lời Đức Thầy đó, thì cũng giống như cái ngôn, cái lời nói của Đức Thầy, cái giọng vàng Đức Thầy đang dạy chúng ta, cũng như 28 chữ trong 4 câu giảng mà chúng ta trình bày, thì đó là giọng vàng. Và đặc biệt Đức Thầy dạy là đánh thức bốn phương. Vậy thì đánh thức ở đây có nghĩa là đánh thức cái người mê. Cái người này phải nói rõ là gần như hầu đó giờ không biết. Cho nên hôm nay Đức Thầy mới đem cái giọng vàng để đánh thức cho tất cả nhân loại đại đồng. Bốn phương là Đông Tây Nam Bắc chỉ cho tất cả. Cho nên yếu tố đầu tiên qua cái câu giảng này cũng như giảng đầu tiên, thì mục đích Đức Thầy ra đời mở đạo không phải Đức Thầy chỉ dạy riêng cho miền Nam nước Việt đâu, cũng không phải là Đức Thầy dạy riêng cho người tín đồ Đạo Phật giáo hảo chúng ta, mà Đức Thầy có một cái trách nhiệm phải nói rõ là Ngài muốn biến tất cả nhân loại đại đồng trong cái quả địa cầu này được trở về với thái bình, thạnh trị, mến yêu, kháng tình. Vì vậy cho nên lúc nào Đức Thầy cũng muốn rằng lời dạy của Ngài làm sao mà được chuyển tải khắp cả trong năm châu bốn biển. Đúng với câu mà Ngài cho biết rất rõ, đó là viết một ngọn, lưỡi này một tấc, đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn trờ trong ba tánh thảnh thơi khắp bốn biển, liên dây hòa hảo. Thì có như vậy chúng ta mới thực hiện quán triệt theo lời Đức Thầy. Kính thưa đồng đạo, là Ngài luôn luôn muốn kêu gọi tất cả nhân loại đại đồng. Cho nên câu đầu tiên hồi nãy là chúng tôi nói cái chung, chẳng những đất nước Việt Nam mà luôn cả cộng đồng của chúng ta. Cũng chính vì cái chung đó mà đồng đạo cũng không lạ gì qua cái ân đồng bào và nhân loại. Đối với người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta phải thực hiện một tinh thần gọi là không có ranh giới, một tinh thần vô ngã vị tha. Mỗi đồng đạo chúng ta không phân biệt ranh giới, dầu rằng anh này cùng đạo với mình, dầu rằng anh này không cùng đạo với mình, dầu rằng người này khác quốc tịch,
không cùng một đất nước với mình, nhưng đối với chúng ta cũng phải xem họ như là một. Và như là một đó, được Đức Thầy đã dạy rất rõ, đó là cũng đồng cốt nhục hoài thai, hoặc giả là đâu đâu bá tánh cũng con lành. Thầy dạy cho đều khắp chúng sanh, Đức Thầy không phân biệt. Cho nên Ngài mà đánh thức bốn phương, đặc biệt cái giọng vàng của Ngài, cái sự khua giọng vàng của Ngài, thì Ngài đã thực hiện nhiều cái thể loại. Cái thứ nhất thì Đức Thầy dùng cái công cụ bằng một cái tiếng nhạc, cho nên Ngài mới xác định rằng đờn những câu tỉ mỉ rung hồn cho người lành giả ái bắt nôn cúi đầu trước quy Phật Pháp. Như vậy thì Đức Thầy ví cái lời nói của Ngài giống như tiếng đàn. Rồi Đức Thầy có lúc Đức Thầy đàn 5 giây, nhà tôi vốn thiệt có đờn 5 giây. Có lúc Đức Thầy đờn 0 giây, đờn ta vốn thiệt 0 giây, vô duyên khó biết lời Thầy nói xa. Rồi có lúc Đức Thầy đờn gần, có lúc Đức Thầy đờn xa, tức là đờn Tây, rồi lại đờn Đông, trách trong bá tánh, gặp xong quên nguồn. Rồi ngoài việc Đức Thầy đánh đờn, thì Đức Thầy còn giọng trống, phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tính chắn hương nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáo đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Kính thưa đồng đạo, xin cảm ơn quý vị. Như vậy thì Đức Thầy đờn nhiều như vậy đó, Đức Thầy đánh trống, Đức Thầy thổi kèn, nhưng mà đại đồng thiên hạ vẫn chưa có trở về với một. Có người thì tin theo và có người thì không tin theo. Vì vậy cho nên mới đau lòng trắc ẩn của một vị hoạt Phật. Vì vậy cho nên từ ở một trạng thái khua nhẹ, khua nhỏ, mà chúng sanh lúc bây giờ, người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng trời là chê lão kiếm cơm. Vì vậy nó Đức Thầy mới nện vang một tiếng chuông linh cho người trong mộng biện minh lẽ nào. Rồi Thầy mới dạy thêm là gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc tri quan thường giết khách tài hoa, nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà, kẻ vật dục cuốn lôi vào bể khổ. Như vậy thì qua đó chúng ta mới thấy rõ rằng Đức Thầy Ngài làm một cuộc cách mạng triệt để trong dân tộc, trong cộng đồng. Ngài muốn kêu gọi tất cả phải trở về một. Cho nên Ngài mới xác định rằng Ngài sẽ đánh thức bốn phương là như thế đó. Kính thưa đồng đạo, và để quán triệt các điều này thì qua câu giảng thứ ba Thầy mới dạy là chứng hưng Phật giáo học được. Như vậy thì vấn đề mà đánh thức bốn phương, đây là nhiệm vụ của Đức Thầy. Và đồng thời Đức Thầy đã tiên tri Đức Thầy sẽ xa cách bổn đạo một thời gian. Cho nên cái còn lại, cái vấn đề chứng hưng Phật giáo học đường, thì vấn đề này đặt cái nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả chúng ta. Như vậy thì chứng hưng là gì? Chữ chấn tức là phấn chấn, chữ hưng là hưng khởi, hưng thịnh vươn lên. Vậy thì chấn hưng nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất gọi là làm cho phấn chấn hưng thịnh càng ngày càng phát triển thêm lên. Nghĩa thứ hai chữ chấn là chấn chỉnh, sửa lỗi, sửa những cái sai lầm của người đi trước để cho đạo được phát triển. Như vậy thì từ đó chúng ta mới suy nghĩ có cái lý đồng đạo. Bởi vì thật chất ra trước khi Đức Thầy ra đời mở đạo, thì lúc bây giờ đạo Phật trong đất nước Việt Nam nói riêng và cả toàn cầu nói chung, thì ở khoảng đầu thế kỷ 20 thì lúc này đạo Phật đang xuống dốc. Cũng vì âm thanh sắc tướng lòng ghét, cũng vì dị đoan mê tín, cho nên lúc bây giờ đạo Phật gần như đi vào một cái quỹ đạo là không có còn chân chánh theo cái lộ trình giải thoát. Vì vậy khi đi dạo 49 điểm dạo Lục Châu thì Đức Thầy mới dạy là khắp trong 6 tỉnh toàn giả dối, xá phương tăng sư tạo diệt tội. Hay hoặc là đoạn khác Thầy dạy rất rõ: ngàn năm đạo lý vắng que, bị ngươi thần tú bài chè cùng xôi, kinh vế xám ngoài môi nó tụng, đạo si đòi bãi lũng vì ai, đem nguồn chân lý bằng nay, ta thương sanh chúng lạc lầu giống xưa. Cũng chính vì lý do này cho nên Đức Thầy chúng ta mới chấn chỉnh. Vì vậy giáo lý Đức Thầy là giáo lý nhà Phật, Đức Thầy chúng ta là ông Phật. Từ xưa đến giờ tổ tổ tương truyền thì xin thưa rằng chưa có một ông tổ nào mà lại làm một cuộc cách mạng chấn chỉnh đạo Phật mạnh dạn như Đức Thầy chúng ta. Bởi vì các ông tổ kia dù sao đi chăng nữa cũng là hàng đệ tử
dầu sao chăng nữa cũng là những người ở tại thế gian chưa hoàn toàn chứng đắc được cái thánh quả giải thoát. Vì vậy nên duy nhất thầy chúng ta, Ngài là một vị Phật, Ngài từ cõi Tây Phương Cực Lạc trở về đây, cho nên Ngài nói không sợ ai buồn giận hết. Vì vậy Ngài khẳng định giờ này phải làm sao mà cho đạo Phật trở lại hưng thịnh. Ngài sẵn sàng nói những cái điểm sai của những người tu theo tôn giáo đạo Phật. Thì điều này không phải chúng ta nói để một cái mầm ý là mầm móng là chia rẽ, nhưng mà Đức Thầy dám nói thẳng. Thì theo tôi nghĩ đó, nếu mà chúng ta nói về cái tính khách quan đó, thì những vị nào tu theo đạo Phật mà có làm sai đó, thì đáng lẽ ra những vị này phải thương Thầy, phải thương Thầy để sửa. Cho nên Đức Thầy mới đưa ra hai hạng rất rõ rồi. Đối với các ông Thầy đã, đối với là những vị làm sai mà Thầy dùng cái từ là ác tăng đó, thì Đức Thầy không cho chúng ta đến gần. Nhưng mà đối với thiện tăng, đối với những người làm đúng, thì Đức Thầy chúng ta luôn luôn nêu cao cái tinh thần tất cả bổn đạo nên cung kính các tăng sư tu hành chân chánh. Nếu các ông ấy dạy điều chánh lý thì ta phải nghe lời. Vì vậy nên Đức Thầy chỉ đã phá những người làm sai thôi. Còn cái người làm đúng theo cái chánh pháp vô vi của Đức Phật thì Đức Thầy chúng ta luôn ủng hộ, và chẳng những ủng hộ mà Ngài kêu gọi cộng đồng đồng đạo chúng ta phải nghe theo những cái sự chánh lý ấy. Và hơn thế nữa, tại sao Đức Thầy dám làm một cuộc cách mạng như vậy? Bởi vì ngoài vì Đức Thầy là Phật ra, thì Đức Thầy chúng ta còn vâng sắc lệnh của Phật Thích Ca Mâu Ni, còn vâng sắc lệnh Đức Phật A Di Đà và các lệnh khác. Tôi chỉ nói hai lệnh này thôi. Như vậy thì chỉ cần lệnh Phật Thích Ca Mâu Ni và lệnh Đức Phật A Di Đà, mình nói một cách nôm na dễ hiểu, giống như Đức Thầy chúng ta giờ này trên tay đang cầm cây Thượng Phương Bảo Kiếm, cũng giống như Khương Tử Nha ngày xưa trên tay cầm cái đả thần tiên, tức là cái hạnh Quỳnh Kỳ đả thần tiên đó. Vì vậy cho lúc bây giờ là Khương Tử Nha có quyền đánh các vị thần tiên, bởi vì được lệnh của Hồng Quân Lão Tổ. Thì Đức Thầy chúng ta hôm nay cũng được lệnh được lệnh ta thừa dân sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ phái giới truyền khai đạo pháp. Nếu như người khác nói thì lỗi, nhưng Đức Thầy chúng ta nói không lỗi. Bởi Đức Thầy cầm trên tay là Thượng Phương Bảo Kiếm, Đức Thầy được lệnh của Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì trên thế gian này, nếu nói người tu theo đạo Phật thì theo tôi nghĩ rằng Đức Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà là thầy chung, thầy chung tất cả tín đồ, hàng tỷ tín đồ trên thế gian này quy ngưỡng theo Phật giáo, trong đó có người xuất gia và có người tại gia. Như vậy thì đức hai vị Phật này là thầy chung, mà hôm nay Đức Thầy chúng ta từ cõi Tây Phương trở về đây lãnh lệnh hai ông thầy chung này nè. Cho nên hảo nào Đức Thầy chúng ta mạnh dạn nói không sợ, chớ đồng đạo chúng ta nói không được nha. Mình nói đi nói lại, ở đây tôi mạo muội nhắc là Đức Thầy để chúng ta hiểu thôi. Lời Đức Thầy nói để chúng ta hiểu. Đức Thầy nói thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da coi chắc trong thời mối ăn, buồn thay cho lũ ác tăng làm điều dối thế hư đạo màu. Thầy nói không có lỗi, mà coi chừng mai mốt đồng đạo chúng ta vô chùa gặp mấy ông thầy tu mà nói cái này là mình có lỗi. Để chúng ta hiểu có như vậy mới đoàn kết đó, chứ không phải giờ này bước vào chùa cái gặp mấy ông thầy tu nói thầy tôi nói thầy chùa thể cây sơn là chết rồi. Vậy là mình lỗi phải không? Mình không, cái vai trò trách nhiệm mình không được nói. Có những câu giảng thầy đồng đạo biết không, chúng ta chỉ hiểu thôi, nghe để hiểu, chúng ta ngầm hiểu chứ không phải chúng ta nghe mà bắt chước thầy nói theo, thì lúc bây giờ cái tội là chúng ta chịu. Bây giờ mình không thể hiện cái tinh thần đoàn kết. Cho nên ở đây Đức Thầy mới dạy là chấn hưng Phật giáo học đường, tức là Đức Thầy chấn chỉnh cho đạo Phật được hưng thịnh. Mà thật sự như vậy, nhờ Đức Thầy chúng ta ra đời mở đạo ít nhiều thì những cái thông điệp này cũng loan hết khắp cả nhân loại đại đồng. Lúc bây giờ xã hội loài người sẽ biết được cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là nên theo, cái nào là không nên theo. Chứ nếu như Đức Thầy không ra đời thì lúc bây giờ người ta sẽ càng đua theo âm thanh sắc tướng, càng đua theo những cái quyển giả. Mà đặc biệt khi đua theo âm thanh sắc tướng, khi đua theo cái quyển giả thì lúc bây giờ con người chúng ta bị lợi dụng. Đức Phật dạy là phụng sự chúng sanh là cúng dường tam bảo. Có bao giờ Đức Phật dạy chúng ta đem tiền vô cúng cho Phật tượng Phật cốt không?
Phật tượng Phật cốt đâu có biết xài tiền. Mà hiện giờ này Phật sống bên ngoài nè, các vị Phật đã thành, các vị Phật sẽ thành, các vị Phật phải nói rõ là tương lai đó, các vị Phật này đang cần tiền. Bởi vì bây giờ nghèo đói quá, cảnh màn trời chiếu đất, cơm có ăn, đau không có tiền uống thuốc, thì đây là cái vấn đề chúng ta nên cúng dường nè. Cho nên ở xã hội loài người có những cái nó khập khểnh vậy, tức là mình hiểu lầm. Mình cứ nghĩ là đem tiền vào chùa cúng Phật, mình gọi là cúng dường tam bảo, không đúng. Cúng dường tam bảo là chúng ta phụng sự chúng sanh, mà điều này đồng đạo làm rất tốt. Hàng ngày chúng ta làm các cuộc từ thiện xã hội thì đó mình đang cúng dường tam bảo đó. Bởi vì tại sao mỗi con người đều có tam bảo? Tam bảo đồng thể, tam bảo tự tánh. Còn nếu như đồng đạo nào có dư giả nữa thì có thể chúng ta cũng vào chùa. Nhưng mà không phải tôi cúng ông Phật, tôi cúng cho các nhà tu ở trong chùa. Phải xác định rõ, không có cúng cho ông Phật, ông Phật tượng làm sao xài tiền được. Nhưng mà tôi cúng cho các ông nhà tu, mấy ông này xuất gia ly thân cắt ái, không có làm ra tiền, không có tiền mua vật thực để ăn. Cho nên hôm nay cũng vào chùa tôi cúng cho mấy ông 500 ngàn, 1, 2 triệu gì đó, để có tiền này mấy ông đóng tiền điện, đóng tiền nước, mấy ông mua vật thực, mấy ông ăn hàng ngày. Thì chúng ta thượng điều đó mới đúng đồng đạo à. Ở đây là tôi nói một cách trung lập, không phải nói phê phán ai đâu. Nhưng mà chúng ta có làm được điều đó thì mới thực hiện được đúng lời Đức Thầy. Vì vậy cho nên có vấn đề đó mình mới chấn hưng được. Cho nên để đạt được kết quả thì Thầy dạy thêm là chấn hưng Phật giáo học đường. Bởi vì có mở các trường dạy đạo. Phật giáo học đường là gì? Tức là trường dạy đạo Phật. Mà đoạn khác Thầy dạy rất rõ rồi, giảng giải đạo Phật cho đại chúng nghe, hoặc giả mở trường dạy đạo Phật. Vì vậy cho nên Phật giáo học đường, ý Đức Thầy muốn nhắc nhở tất cả chúng ta phải mở trường dạy đạo Phật. Đức Thầy không tách rời. Trong cái bài Phật giáo Việt Nam Liên Hiệp Hội Đồng Đạo về xem lại coi, Đức Thầy chúng ta không có tách rời giữa Phật giáo Việt Nam và giáo hảo đâu. Đức Thầy chúng ta là một vị Phật ở trên nhìn xuống, thấy một cách tổng thể. Nhưng mà dưới này thì nhìn qua nhìn lại rồi anh em cũng vì cái bản ngã với nhau, có một cái sự chia rẽ với nhau. Vậy giờ này chúng ta hỏi chung một câu coi, khi mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vậy thì trên thế gian là mấy ông Thích Ca? Có một ông à, đâu có hai ông đâu, đúng không? Vì vậy cho nên chúng ta và đạo Phật vốn dĩ là một gốc, không có hai gốc. Sở dĩ có hai có ba có gốc là hoàn toàn do bản ngã. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta phải chấn hưng Phật giáo học đường. Bởi vì mình có chấn chỉnh, có hưng thịnh, thì đồng đạo chúng ta muốn đạt được kết quả thì mình phải mở trường dạy đạo Phật. Giống như hôm nay trong đạo chúng ta, như đồng đạo chú Bảy Lượng nói hồi nãy, vì thấy rất rõ rồi, trước dịch bệnh hàng năm chúng ta tổ chức trên dưới phải nói rõ là hơn 2.000 điểm thuyết giảng. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì đây là những cái vấn đề trong đạo Phật giáo hậu chúng ta, mình đã thực hiện là Đức Thầy, chúng ta đã có chân hương Phật giáo học đường, có tổ chức thuyết giảng giáo lý, đồng đạo có ngồi đây nghe, thì tôi tin chắc rằng chúng ta không có làm sai. Bởi vì chúng ta nghe, chúng ta hiểu thì mình không có làm sai. Còn giờ này mình không hiểu, mình không nghe thì đương nhiên mình làm sai rồi. Vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải nhận định được cái điều lợi lạc trên cái con đường tu hành của mình, để nhằm phát huy cái nền đạo, làm cho nền đạo mình càng phấn chấn, càng hưng thịnh thêm lên. Thì tất cả đồng đạo chúng ta phải tổ chức thiệt nhiều, thật nhiều cuộc thuyết giảng. Chúng ta phải tham gia các lớp học đạo, các lớp giáo lý căn bản, cái hệ thống mở đạo mà trong đạo chúng ta đã thực hiện. Như vậy thì thuyết giảng giáo lý trong năm nay thì chúng tôi thấy hết sức là khởi sắc. Trong cuộc đời làm nhiệm vụ chúng tôi trên dưới 13 năm nay, cũng ở trên dưới hơn 1.000 cái diễn đàn. Nhưng mà nếu nói mà thuyết giảng nhiều nhất đó, hầu như là chỉ có đầu năm đến giờ là nhiều nhất, hầu đó giờ trên 13 năm nay. Cái ngày đầu tiên khai mạc ngày rằm tháng giêng, ngày đó thuyết 2 điểm. Thì từ ngày rằm tháng giêng mà đến ngày giờ này thì tôi nhớ không lầm là trên dưới gần 200 cái diễn đàn. Thì trong đó có 3 điểm về xã Phú Hội. Còn nếu ở huyện An Phú thì về đây vòng vòng cũng mấy chục chỗ rồi, mấy chục điểm, mấy chục lượt đó. Ở 14 ban trị sự thì trong đó cũng có những ban trị sự tôi chưa về. Nhưng mà tuy nhiên cũng có nhiều ban thiết 2 lần, 3 lần. Điển hình như Phú Hữu, rồi Vĩnh Lộc và các chỗ khác. Thì kính thưa đồng đạo,
Như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng đồng đạo mình thực hiện rất tốt trong công tác phổ truyền, chúng ta đang chân Phật giáo học đường. Nhờ đồng đạo có tổ chức thuyết giảng thì làm động lực cho chúng tôi nghiên cứu là Đức Thầy để chúng ta chia sẻ giống như cái ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì nếu nói về lớp đạo thì giờ này trong toàn đạo chúng ta đến giờ này từ năm 1999, tức là từ khi giáo hội được phục hoạt trở lại, thì mình đã mở được trên dưới giờ này là gần 470 lớp giáo lý căn bản Phật giáo hảo chúng ta. Mà hàng năm thì huyện An Phú chúng tôi thường về ở xã Phú Hữu, thì đây cũng là một cái nơi phải nói là cái nôi của lớp giáo lý căn bản. Lớp học nào cũng gần 200 học viên, đặc biệt học sinh. Thì đồng đạo nơi đây thấy rất rõ, có rất là nhiều đồng đạo Phú Hữu trong hội trường này. Và đồng thời chẳng những nơi đây mà ở các huyện thị khác thì chúng ta cũng hết sức là cố gắng để thực hiện theo là Đức Thầy đã dạy. Thì đó là chúng ta đã chấn hưng Phật giáo học đường. Và hơn thế nữa, theo một cái hệ thống thì chúng ta từ đó đến giờ mình cũng đã mở được 3 cái lớp đào tạo giảng viên. Dầu rằng đây là những cái lớp sơ cấp, nói nôm na là cái lớp chữa cháy, bởi vì đạo chúng ta ra đời muộn, cũng không có đủ cái điều kiện để xây dựng trường sở đâu đó. Vì vậy nên để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh cho đồng đạo ở khắp nơi, cho nên giáo hội cũng đã mở được lớp giáo lý viên vào năm 2002. Thì lớp đó thì cũng có trên dưới cũng khoảng 50-60 vị đã ra trường. Và đến năm 2007 thì giáo hội mở thêm lớp khóa 3, khóa 2, khóa 2 đó. Thì lúc đó tôi học khóa 2 năm 2007. Thì mỗi khóa như vậy học 2 năm. Đến năm 2009 thì chúng tôi ra trường. Thì đặc biệt khóa này đông. Khóa này là phải nói rõ là giờ này là những vị kỳ cựu giáo lý viên trong đạo chúng ta thường rơi vào cái khóa 2 này. Khóa 2 là một cái khóa phải nói rõ là ăn nên làm ra, cũng đã cống hiến cái công sức của mình trong công tác phổ truyền giáo lý đến ngày giờ này. Rồi khóa 3 thì sau đó vài năm mở thêm lớp đào tạo giáo viên khóa 3, nhưng do điều kiện thì giờ này khóa 3 chưa được ra trường. Cho nên thì hiện nay các vị giáo lý viên đi làm nhiệm vụ, nếu nói tổng số là hai khóa, khóa 1, khóa 2 thì trên dưới hơn 200 vị. Và hơn 200 vị này, một lớp một số thì đã quy tiên, một số thì xin nghỉ do cái công việc khác. Cho nên giờ này trong đạo chúng ta chỉ còn 144 giáo lý viên. Và trong 144 giáo lý viên này đó, những người mà đi thuyết giảng nhiều, gặp gỡ đồng đạo nhiều thì theo tôi dòm đi dòm lại chỉ có vài chục người thôi. Còn một số các vị khác thì do điều kiện sức khỏe, do làm việc văn phòng, do làm việc các ban thị sự, các ban diện tỉnh, cho nên ít có cái thời gian để xuống ở các cái địa bàn để gặp gỡ đồng đạo chúng ta qua các buổi thuyết giảng thế này. Và một điều mà chúng ta hy vọng nữa, đó là giờ này trường trung cấp đạo chúng ta đã được mở. Đây cũng là một cái vấn đề phải nói rõ là một cái tin vui cho đạo. Từ khi Đức Thầy vắng mặt đến giờ này thì trong đạo chúng ta chưa có một cái trường sở nào căn bản. Và hôm nay được sự cho phép chính phủ và được sự cho phép của Ủy ban nhân tỉnh An Giang, chúng ta đã xây được cái trường trung cấp và gần đi đến mức độ hoàn thành. Có thể là nếu không có gì thay đổi thì năm tới trường sẽ đi vào hoạt động. Và đặc biệt khi có trường rồi thì lúc bây giờ trong đạo chúng ta sẽ tổ chức nhiều cái vấn đề trong học tập. Yếu tố căn bản là mở lớp trung cấp để đi vào chính quy, đào tạo giáo lý viên, gọi là nhân tài của đạo, nhân lực của đạo. Và đồng thời cũng có thể đào tạo thêm các lớp khác. Điển hình vừa rồi chú Bảy Lượng ngồi với tôi, chú nói Chí Tâm ơi, chắc có thể là mình phải mở cái lớp đào tạo sứ ngôn viên. Đào tạo sứ ngôn viên, bởi giờ này sứ ngôn trong đạo mình thấy nó có hết sức là hụt hẫng đâu. Cho nên vấn đề này tôi rất là ủng hộ. Thì đạo chúng ta mới phát triển đồng bộ, đồng đạo à, mới đồng bộ được. Còn giờ này nó có nhiều cái sự tồn tại lắm trong đạo của mình, cho nên đồng đạo cũng phải chấp nhận thôi. Bởi vì tính đi tính lại thì làm cái việc không lương này nó khổ lắm. Phải chi bây giờ làm ban trị sự, ông trưởng ban được một tháng 5 triệu gì đó, ông nào làm được cho làm, không được là cho nghỉ. Thì nó đỡ đằng này toàn làm không lương không à. Cho nên ai muốn làm gì làm, thì từ đó đó nó là một cái hệ quả mà làm cho bên đạo chúng ta đó, phải nói nó còn một số vấn đề tồn tại nhất định mà chúng ta cũng chưa có tháo gỡ được. Cho nên những cái mà chúng tôi định hướng ở đây là tương lai. Mong rằng với những định hướng này tất cả đồng đạo chúng ta ủng hộ, để rồi mình dung quán đạo thầy. Cái mục đích cứu cánh sau cùng chúng ta làm như vậy để làm chi?
để chúng ta dung quán đạo thầy, để chúng ta truyền đạo, để chúng ta cho mọi người biết rằng đạo chúng ta là một cái đạo trong sạch tinh anh, là một cái đạo từ thiện, một cái đạo vô kỷ vị tha, một cái đạo luôn sống vì mọi người. Thì đó là yếu tố chính nhất, chứ không phải mà vì danh vì lợi gì cả. Tất cả chúng ta làm đây là phải đạt ở chỗ là vì thầy vì đạo. Cho nên muốn được các điều mà chúng tôi nói nãy giờ thì đồng đạo phải thực hiện được câu giảng cuối cùng, đó là dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Như vậy thì nếu mà dưới trên được có hòa thuận, lúc bây giờ chúng ta mới làm được những điều nãy giờ. Dưới là gì? Trên là gì? Như vậy thì dưới trên ở đây, theo tôi nghĩ rằng đây là khác các cái khái niệm từ mà muốn chỉ chung cho tất cả chúng ta. Vì vậy dưới trên ở đây có nghĩa là người đi trước có cái nhiệm vụ phải dìu dắt cái người đi sau. Dưới trên ở đây là cái người thông suốt, cái người có học phải có cái nhiệm vụ để dìu dắt những cái người kém hơn mình. Đó là dưới trên. Chứ không phải dưới trên này ông trung ương là trên, ông xã là dưới, không phải vậy. Theo tôi nghĩ không phải vậy đồng đạo à. Bởi vì đạo mình không có phân biệt. Cho nên dưới trên này, theo tôi nghĩ rằng đây là một cái yếu tố mà Đức Thầy muốn tổng hợp lại. Giống như Thầy dạy từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang trong cái bài từ giả bổn đạo khắp nơi. Như vậy thì cái quan trọng là dưới trên hòa thuận, tất cả trong đạo chúng ta phải hòa thuận. Đúng với câu là cả kêu lớn nhỏ đệ huynh, từ đây nhẫn nại chống kình làm chi. Nhưng mà khi chúng ta đọc cái câu mà dưới trên hòa thuận thì lúc bây giờ mình càng đau buồn hơn nữa. Bởi vì chúng tôi thường ao ước rằng trong đạo chúng ta, mà làm sao đồng đạo mình đừng có một cái sự chia rẽ, đồng đạo chúng ta trở về với một, thì đạo chúng ta phát triển gấp mấy chục lần so với bây giờ quý vị. Nếu mà nói về cái danh sách mà được thống kê trong sổ đạo, ở trong cái giấy căn cước công dân của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thì tín đồ chúng ta, đồng đạo chúng ta trên dưới khoảng 2 triệu thôi. Đó là những cái con số biết nói trong giấy căn cước công dân mà trước đây là chứng minh nhân dân. Và nếu như nói về phổ rộng đó, thì đạo chúng ta giờ này có khoảng 5 đến 7 triệu tín đồ. Bởi vì cũng có những người căn cước công dân không phải Phật giáo Hòa Hảo, nhưng bản thân người đó, gia đình người đó là tín đồ Đức Thầy có rất là nhiều. Chính tôi ngày xưa cũng vậy nè. Tôi học giáo lý viên và tôi ra trường làm nhiệm vụ sau đó gần 10 năm. Nhưng mà giấy chứng minh tôi là phải học giáo hảo đâu. Giấy chứng minh tôi là đạo thiền lâm. Cho đến mãi năm 2020 đó, là đúng cái niên hạn 15 năm đó, thì lúc bây giờ tôi mới đổi lại giấy chứng minh là Phật giáo Hòa Hảo. Vậy cho nên khi nói đến đây chúng ta thấy có nhiều cái điều hụt hẫng lắm. Bởi vì giờ này trong đạo của mình thấy rất rõ, không có nhất quán với nhau, chia năm sẽ bảy đồng đạo à. Cho nên một số thì bên ngoài thì lại chống phá ban trị sự trung ương và cơ sở, nói mấy ông này là quốc danh. Đức Thầy thường nêu cao một cái tinh thần, giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt. Như vậy thì nhờ có nhiều cuộc cách mạng thành công, cho nên giờ này chúng ta mới được yên ổn lo tu hành. Vì vậy cho nên giờ này mình phải hướng về cái thực tế. Mình hướng về thực tế, chúng ta không nên hướng ngoại, hoặc giả là hướng theo một tổ chức khác. Rồi nếu như mình nhẹ dạ dễ tin, người ta lồng ghép vào đây những cái luận điệu thế này thế kia, để làm chi? Để người ta phá cái tinh thần đoàn kết, để rồi lúc bây giờ tự chúng ta yếu đi, để họ thỏa mãn được cái ý đồ của họ, những cái ý xấu của họ, muốn thôn tính đất nước Việt Nam chúng ta. Vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải có một chánh kiến. Đạo chúng ta phát huy đến giờ này rồi, chúng tôi cũng hàng ngày chia sẻ rất nhiều cái bài Phật Pháp với quý vị trong cái hệ thống giáo hội chúng ta. Thì giờ này mình đủ mạnh, mình đủ nói lên tiếng nói của mình theo lời Đức Thầy. Bởi vì đây là những người được Đức Thầy ủy nhiệm, ban trị sự được Đức Thầy ủy nhiệm. Vì Thầy không thể gần gũi trực tiếp để giải quyết những biến cố xảy ra hàng ngày trong đạo, nên cho ban trị sự được thay mặt trọn quyền thu xếp tổ chức gìn giữ cho toàn thể bổn đạo được trật tự an ổn lo làm ăn. Như vậy thì chúng ta nhớ kỹ, đây là cái điều được Đức Thầy ủy nhiệm. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta nên trở lại với ban trị sự, nên trở lại với căn nhà chung của đạo để chúng ta phát dương nền đạo. Thì đó mới đúng với câu là từ trên tới dưới thuận hòa. Còn giờ này do một cái gì đó
mà chúng ta có một cách nhìn nhận sai lầm, nhất là trên các trang mạng xã hội. Nói thật quý vị, tôi đã tiếp cận Internet cách đây trên 15 năm, gần như trên YouTube là tôi rất là rõ, có nhiều vấn đề lắm, cho nên cũng nhờ YouTube mà tôi mới được ngày giờ này. Vì vậy trên đó nó giống như con dao hai lưỡi vậy đó. Cái điều tốt nhất nó cũng có trên đó, mà cái điều tồi tệ nhất nó cũng có trên đó. Nói nôm na lại, trên Internet Phật cũng có, mà ma quỷ cũng có, địa ngục trầm luân cũng có. Cho nên đồng đạo khi mà tiếp cận với Internet, với trang mạng YouTube, thì đồng đạo chúng ta phải chất lọc, mình phải có chánh kiến. Không phải ai nói cái gì chúng ta cũng nghe, không phải chúng ta ai nói cái gì mình cũng cho là đúng. Vì vậy cho nên mình chỉ nghe theo những cái tin chính thống, mình chỉ nghe những cái trang chính thống, mình chỉ nghe những cái điều nói phải đúng là Đức Thầy. Còn những cái điều quyển hoặc dị đoan mê tín, những cái điều bài bác tôn giáo, bài bác chế độ thì chúng ta đừng nghe, bởi vì đó là cái điều nguy hại, lỗi với Thầy, lỗi đất nước. Chúng ta làm như thế thì tu, càng tu chúng ta càng đi xuống, không bao giờ được gặp Thầy, được gặp Phật. Bởi vì trước khi đi xa Thầy đã căn dặn rất rõ, như tôi vừa nhắc lại rồi. Cái quan trọng là chúng ta làm cái gì cũng phải được ban trị sự đồng ý, không náo động nhân tâm và không trái với pháp luật nhà nước. Thầy đã căn dặn rồi. Và khi có dưới trên hòa thượng như vậy thì chúng ta mới chọn đường quy nguyên. Tức là chọn đường quy nguyên là trở về một gốc. Lúc bây giờ mới thật sự trở về một gốc hòa hảo đồng đạo. Đạo chúng ta là hòa thuận, đạo chúng ta là tốt đẹp. Vì vậy cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta phải hòa thuận, phải tốt đẹp, trở về một gốc, tức là trở về với hòa hảo đó. Trở về là giải Đức Thầy, ước mơ thế giới lân hòa hảo, ngoài nhà Phật con tiên hé miệng cười. Và cái tiếp tục nữa, đồng đạo chúng ta có thực hiện được như vậy, có đoàn kết được như vậy, thì tất cả chúng ta mới trở về một quy nguyên, trở về với Lâm Hoa Đại Hội, để chúng ta được gặp Thầy, để chúng ta được Bồ Đào Đủ Thánh Trà Tiên muôn năm cộng lạc chú hiện tối chung, để chúng ta trở lại với lời Đức Thầy, đó là tớ Thầy tôi Chúa cùng nhau gặp, khắp hết thế gian thoát chúng tù. Và thêm tiếp nữa, trở về với một chọn đường quy nguyên, thì mỗi đồng đạo chúng ta có thực hiện được điều đó, mình mới dẹp hết nhân ngã, chúng ta mới dẹp hết được mọi sự tị hiềm, mọi cái sự phiền não. Lúc bây giờ mình mới đạt được gọi là quần nguyên phản bổn. Lúc bây giờ chúng ta mới thật sự trở về với tánh Phật, với tâm Phật của mình. Lúc này mình trở lại quần nguyên phản bổn rồi. Bởi vì Thầy dạy là tà với chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lọc lừa. Cho nên để đạt ở chỗ quần nguyên phản bổn thì giờ này trong lòng mỗi đồng đạo chúng ta không có một cái sự phân biệt nào cả. Mình phải đoàn kết với nhau, dầu rằng ở nhóm này, dầu rằng ở nhóm khác, dầu rằng người của giáo hội, dầu rằng người không phải là người giáo hội, nhưng mà đối chúng ta xem nhau như một thầy, xem như một nhà. Bởi vì chúng ta có một thầy, có một giáo lý, sau này chúng ta có một hội Long Hoa, chứ đâu có bao giờ đến hội Long Hoa mà chia năm xẻ bảy đâu. Vì vậy cho nên giờ này mà nếu chúng ta chia năm xẻ bảy thì cái ngày Đức Thầy trở lại, cái ngày mà trên có Phật trời soi việc thế, dưới đầy cơ máu lão về ngôi, thì đến cái ngày này chúng ta rớt chắc đồng đạo. Tôi cho đồng đạo ăn chay mấy chục năm, đồng đạo làm từ thiện cả đời mà đồng đạo không quán triệt được, vẫn còn chia rẽ, thì đến ngày này chúng ta rớt, không gặp Thầy đâu. Thầy không chấp nhận những người phải nói rõ là có một cái sự chia rẽ, Thầy không chấp nhận. Rồi hơn thế nữa, nếu chúng ta chia rẽ như vậy thì biết bao giờ chúng ta mới về cõi Phật. Bởi vì đồng đạo nhớ rằng về cõi Phật Thầy dạy là chữ hòa thuận kể sao cho xiết, tâm đồng nhau thượng thiện vui vầy, cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã, rồi sẵn vị ngôi rành phân thượng hạ, khỏi khổ câu quan ghét gặp nhau. Cho nên khi về cõi Phật thì Đức Phật không chấp nhận những cái con người chia rẽ. Cho nên hôm nay chúng ta muốn về cõi Phật thì mình mới lập thân cõi trần, mình phải quán triệt đoàn kết với nhau, đó là chọn đường quy nguyên. Như vậy thì trở lại bốn câu giảng này, chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chứng hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Ý Đức Thầy muốn dạy tất cả chúng ta phải đoàn kết với nhau, đoàn kết trong nội bộ đạo, đoàn kết từ đồng đạo, từ tín đồ cho đến ban trị sự, phải nhất quán với nhau. Và đồng thời chúng ta phải làm sao, mình phải cố gắng đưa ra những cái kế hoạch để cho đạo mình càng ngày càng phát dương. Chúng ta phải tổ chức thật nhiều buổi thuyết giảng giáo lý, chúng ta phải dung quán đạo Thầy, mở thêm các lớp giáo lý căn bản, cũng như mình phải có một cái sự hy sinh
để chúng ta tham gia các lớp học đạo. Nếu đồng đạo nào có khả năng thì có thể chúng ta học trường trung cấp của đạo, để sau này cùng với giáo hội phát huy nền đạo. Và yếu tố sau cùng, Đức Thầy luôn luôn kêu gọi, khi mà chúng ta không còn phân biệt nhân ngã, chúng ta không còn cái sự chia rẽ, thì lúc bây giờ chúng ta là Phật rồi. Lúc bây giờ chúng ta sẽ có một cái tình cảm, mà cái tình cảm này, cái tình yêu này không phân biệt, chẳng những trong đạo, mà nếu đúng là cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo, thuần thành chân tu của đạo, thì coi ai cũng là Phật hết, coi ai cũng là người thân hết, coi ai cũng là cha mẹ, coi ai cũng là anh em ruột thịt, là con cháu ruột thịt hết. Thì hà tất gì hôm nay đồng đạo chúng ta cùng chung một đạo mà mình lại chia rẽ. Như vậy thì khi hiểu được điều này thì cái mà chúng ta hướng đến là Phật, cái chúng ta hướng đến là con đường giải thoát. Cho nên mình phải dẹp hết những cái sự nhân ngã nhỏ mọn ở đây, để chúng ta cùng hướng đến cái chân lý giải thoát mà Đức Thầy dạy trong cái từ quy nguyên. Tất cả chúng ta giàu sao nó chăng nữa thì ngày cuối cùng mình cũng gặp Thầy tại Long Hoa Đại Hội, và chúng ta tranh thủ làm sao gặp Thầy xong rồi thì tất cả chúng ta nếu thực hiện được bốn câu giảng này thì tôi tin chắc rằng mình sẽ được như là Đức Thầy dạy, đó là giàu cho nay xa cách sở tời, sao Thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhà mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Kính thưa đồng bào, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyên đề, thì cũng nói hơi nhiều, cũng hơi lấn giờ, thì cũng mong trưởng ban tổ chức và quý vị cũng thông cảm giùm. Bởi vì chuyên đề hôm nay mà chúng ta không lý luận rộng một chút thì hầu như chúng ta đốt giai đoạn cho nên thì chúng tôi cũng có hơi lấn một chút, thì cũng mong quý vị cũng bỏ qua giùm. Thì trong cái sự chia sẻ thì khó có tránh khỏi sự sơ sót, rất mong quý đồng đạo cũng như quý vị thiện ngu tri thức bỏ qua giùm và bổ phía thêm chúng tôi. Thì cuối cùng thì chúng tôi cũng hết sức là kính cảm ơn đồng đạo Võ Thành Phương cũng có lời mời tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta ở trong cái mái đạo tràng ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhị vị khách quý đại diện cho công an cũng như đồn biên phòng đã quan lâm đến đây để dự buổi lễ thuyết giảng, và đặc biệt thì hôm nay có phần đặc biệt hơn là ngồi suốt với chúng ta trong cái buổi sáng này. Đáng lẽ giờ này là quá cái giờ nghỉ rồi mà quý vị cũng ngồi đây thì bao nhiêu cũng đủ thấy được cái tinh thần đoàn kết giữa chính quyền địa phương, giữa các ngành các cấp với ban trị sự của xã Phú Hội nói riêng và của đạo Phật giáo hảo nói chung. Thì chúng tôi cũng xin đại diện cho ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương thì cũng kính lời cảm ơn và chúc phúc cho nhị vị được thân khỏe tâm an, đầy đủ sức khỏe hạnh phúc và để phục vụ cho dân cho nước, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị, và cuối cùng chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả các ban trị sự đường xa đến tham dự, kính chúc tất cả đồng đạo xa gần, kính chúc các nhà mạnh thường quân chúng ta đã quán triệt thực hiện tinh thần đoàn kết theo là dạy Đức Thầy. Chúng tôi cầu chúc cho quý vị luôn luôn làm tốt hơn nữa, luôn luôn chúng ta vạch qua ra những cái định hướng để phổ pháp rộng như thế này. Và cuối cùng thì tất cả chúng ta cố gắng luôn luôn ghi nhớ lời Đức Thầy đã dạy, đó là việc giả dối từ đây nên lánh, bổn đạo ơi hãy ráng sửa mình, cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin kính cảm ơn ông Phan Chí Tâm, giáo lý viên trung ương, chúc ông sức khỏe, dũng mãnh, thân tâm an lạc, vạn sự lành. Xin kính cảm ơn ông ạ.